Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Nga cáo buộc Ukraine dồn dập tấn công muốn can thiệp vào cuộc bầu cử tại Nga Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ thâm hụt 10 tỷ đô la Mỹ do chuyển vũ khí cho Ukraine Berlin lần đầu xác nhận phương án cung cấp tên lửa Taurus cho Anh để gián tiếp hỗ trợ Ukraine Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi Tổng Putin nói Ukraina đang tăng cường tấn công lãnh thổ Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra tại nước này. Nga đang đối mặt các cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào lãnh thổ kể từ khi nước này mở kế hoạch ở Ukraina hơn 2 năm trước. Trong những ngày qua, một số nhà máy lọc dầu Nga liên tiếp bị máy bay không người lái UAV tập kích gây cháy và nhóm dân quân quân đoàn tự do Nga FRL thân Ukraina hôm 12 tháng 3 tuyên bố tấn công vào tỉnh biên giới Kursk và Belgorod của Nga. Khi được hỏi về các vụ tấn công này trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 13 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, đơn giản thôi, điều này xảy ra khi họ thất bại ở tiền tuyến, họ không đạt bất cứ mục tiêu nào đề ra năm ngoái. Ông Putin nói, mục tiêu chính của họ là nếu không gây gián đoạn được bầu cử Tổng thống Nga, cũng can thiệp vào quá trình này. Trước đó, khi bị cáo buộc tìm cách can thiệp bầu cử tại Nga, thì Nhà Trắng đã tuyên bố đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật và đưa ra cáo buộc ngược lại với Moscow. Cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga, SVR ngày 11 tháng 3 cho biết, vì đang lên kế hoạch can thiệp vào bầu cử tổng thống tại nước này, trong đó có nỗ lực làm giảm tỷ lệ cử tri đi bầu và tấn công vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. SVR chưa đưa ra bằng chứng liên quan. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 12 tháng 3 tuyên bố, Mỹ đã và sẽ không can thiệp vào bầu cử tại Nga. Người này cho biết, Nga từ lâu đã nhắm vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và những quốc gia khác, Nga nên chấm dứt hành vi này thay vì đưa ra thông tin sai. Đây không phải lần đầu tiên Nga cáo buộc phương Tây lên kế hoạch can thiệp bầu cử, Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 4 tháng 3 nói, phái đoàn Nga giao các nước phương Tây tại Nga đang xây dựng cơ chế can thiệp vào cuộc bầu cử thông qua những dự án hỗ trợ phe đối lập. Nga cảnh báo các nỗ lực nói trên sẽ bị coi là hành vi gây hấn. Nga dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống ngày 15 đến 17 tháng 3. Các ứng viên gồm tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, người tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolay Kharitonov. Đây là lần thứ năm ông Putin tranh cử tổng thống. Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11 với chiến thắng vang dội vào siêu thứ ba. Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành đại diện của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ra tranh cử, lặp lại cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Bên cạnh đó, theo các kết quả khảo sát mới nhất cho thấy, đường kim Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo. Ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga lần đầu tiên năm 2000, và sau đó, tái đắc cử nhiệm kỳ lãnh đạo chính phủ kéo dài 4 năm thêm 3 lần nữa vào các năm 2004, 2012 và 2018, nếu chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, như các dự báo mới nhất, ông Putin 71 tuổi sẽ tiếp tục lãnh đạo Nga nhiệm kỳ thứ năm, lần này kéo dài 6 năm theo các sửa đổi hiến pháp được nước này thông qua năm 2020. Những cải cách pháp lý quan trọng đó cũng xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, đồng nghĩa ông Putin có thể chạy đua vào ghế lãnh đạo điện Kremlin lần nữa vào năm 2030. Và nếu tái đắc cử ông sẽ cầm quyền đến năm 2036, lúc 83 tuổi. Nhiều nhà quan sát nhận định, viễn cảnh trên khả năng cao sẽ trở thành hiện thực vì ông Putin đang là chính trị gia gần như bất khả chiến bại ở xứ sở Bạch Dương. Cho đến nay, ông Putin đang giữ kỷ lục là nhà cầm quyền tại vị lâu nhất ở Nga kể từ sau lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Suốt 24 năm nắm quyền, dù với tư cách Tổng thống hay Thủ tướng Nga, tỷ lệ tiến nhiệm của ông Putin thường rất cao, dao động trong khoảng 79-83% và hiếm khi giảm xuống dưới 60%. Hơn thế nữa, hiện không có ứng cử viên tổng thống nào đủ mạnh để thay thế ông Putin. Ngoài đương kim tổng thống đang tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, các gương mặt khác cũng chạy đua vào ghế lãnh đạo chính phủ năm nay là Nikolai Khaditonov của Đảng Cộng sản Nga, Leonis Lutsky của Đảng Cành hữu Dân Chủ Tự Do và Vladislav Davankov của Đảng Những Người Mới. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây mới công khai thừa nhận rằng họ không chỉ hết quỹ bổ sung mà còn bị thâm hụt 10 tỷ đô la Mỹ do chuyển vũ khí cho Ukraine. Trước đó, theo báo Mỹ Politico đưa tin, Lầu Năm Góc muốn Quốc hội Mỹ phân bổ 10 tỷ đô la Mỹ để bù đắp cho số vũ khí mà nước này đã chuyển ra cho Ukraine và bổ sung vào kho vũ khí của bộ. Nguồn tin cũng cho hay, nếu như tình hình này tiếp diễn và khoản thâm hụt chưa được bù đắp, lỗ hỏng vũ khí sẽ gây sức ép cho quân đội Mỹ. Đài phát thanh VOA của Mỹ sau đó cũng dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks và xác nhận thông tin Lầu Năm Góc đang cần ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ để bổ sung tất cả số vũ khí mà họ đã rút khỏi kho để giúp Kiev. Khoản thiếu hụt 10 tỷ đô la Mỹ trên được tạo ra một phần do sức ép lạm phát và một phần vì các hệ thống mới mà lầu năm góc đang tìm cách thay thế các hệ thống cũ có chi phí cao hơn. Chẳng hạn tên lửa tấn công chính xác PRSM hay hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa ATAC MS. Cuối năm ngoái, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp hơn 75 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và thiết bị cho Ukraine, vượt xa các nhà tài trợ phương Tây. Hiện nay, tình hình Ukraine đang ngày càng trở nên tệ hơn khi các đơn vị ở tiền tuyến rơi vào cảnh thiếu thốn đạn dược và đối mặt với lực lượng Nga dồi dào về nhân lực và vũ khí, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần ngỏ lời xin Quốc hội Mỹ giúp đỡ, nhưng lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không sẵn sàng đưa các gói viện trợ Ukraine lên bàn để bỏ phiếu và nhấn mạnh Quốc hội cần ưu tiên giải quyết các vấn đề an ninh biên giới. Vừa qua, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn ngành công nghiệp quốc phòng, nhất là trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố sự hỗ trợ quân sự của mỹ cho kiev không chỉ cứu mạng và giúp ukraine tiếp tục chiến đấu mà còn củng cố nền kinh tế mỹ bộ trưởng quốc phòng mỹ nói thêm những khoản đầu tư này đã mở rộng cơ sở vật chất và tạo công an việc làm cho người lao động mỹ vũ khí mà chúng tôi gửi đến ukraine để giúp tự vệ đều được sản xuất tại mỹ và do các công nhân từ bang texas ohio và arizona làm cũng theo ông austin xung đột ở ukraine đã nêu bật sự cần thiết cải thiện sản xuất quân sự tuy nhiên nhiều báo cáo cho rằng việc Mỹ thúc đẩy trang bị vũ khí cho Ukraine đã gây ra tình trạng căng thẳng đáng kể cho kho dự trữ của nước này. Cuộc thăm dò vào tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, 31% người Mỹ tin rằng Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine, trong khi 29% nhận định mức hỗ trợ hiện tại là vừa phải. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo các chuyến hàng cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột. Berlin lần đầu xác nhận đang thảo luận với London về khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Anh để nước này chuyển dòng Storm Shadow cho Ukraine. Cụ thể, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã đề xuất một thỏa thuận luân chuyển vũ khí với Đức. Ông Cameron đã nhấn mạnh rằng các quốc gia phương Tây nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đầu tư nhiều hơn vào NATO, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Berlin để giải quyết các vấn đề ngăn cản Đức cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock sau đó nói rằng đây là một phương án mà Berlin đang xem xét. Bà thêm rằng hoán đổi vũ khí là ý tưởng đã được Đức thực hiện trước đây trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine song không nêu cụ thể. Thông tin Đức và Anh có ý định luân chuyển vũ khí lần đầu xuất hiện vào cuối tháng 1. Thỏa thuận luân chuyển vũ khí với Anh có thể giúp Đức gián tiếp cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine mà không phải chuyển dòng Taurus cho Kiev. Dù là quốc gia đứng đầu Liên minh châu Âu-EU -EU về cam kết viện trợ cho Ukraine, Đức tới nay chưa chấp thuận chuyển giao cho Kiev tên lửa Taurus do lo ngại nước này có thể sử dụng chúng để tập kích lãnh thổ Nga, khiến xung đột lan rộng ra khu vực. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề cập lý do từ chối chuyển giao mẫu tên lửa này cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, tên lửa Taurus đủ khả năng tấn công một số mục tiêu nhất định ở thủ đô Moscow của Nga nếu bị sử dụng sai mục đích. Ông cũng cho biết, việc vận hành tên lửa Taurus nhiều khả năng cần đến sự hỗ trợ của binh sĩ Đức và Berlin không thể điều quân nhân đến Ukraine để giúp lực lượng của Kiev vận hành, do điều này đồng nghĩa với việc trực tiếp hoặc gián tiếp can dự vào cuộc xung đột. Chỉ vài ngày sau tuyên bố trên, truyền thông Nga đã công bố đoạn ghi âm về nội dung cuộc họp của giới chỉ huy không quân Đức, trong đó thảo luận khả năng Berlin chuyển giao tên lửa Taurus cho Kiev cũng như cách Ukraine có thể dùng chúng để tập kích mục tiêu Nga. Giới quan sát nhận định, thông tin này đã khiến Thủ tướng Scholz mất uy tín và đẩy ông vào tình thế rất khó xử. Khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất tới Ukraine đã thu hút thêm sự chú ý gần đây trong bối cảnh một đoạn ghi âm giữa các quan chức quân sự hàng đầu của Đức nói về sử dụng tên lửa để đánh phá cầu Crimea của Nga. Trong bản ghi âm và bản ghi lại cuộc trò chuyện do hãng RT của Nga công bố, các sĩ quan quân đội cấp cao của Đức, bao gồm cả tư lệnh lực lượng không quân quốc gia, đã nhấn mạnh việc duy trì khả năng phủ nhận hợp lý trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy. Vụ do gì đã khiến cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Đức đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga, điều mà Berlin đã phủ nhận. Khi được hỏi thêm về các kịch bản giải pháp tiềm năng, bao gồm việc cung cấp thêm tên lửa Storm Shadow của Anh cho Ukraine để đổi lấy việc giao hàng Taurus cho Anh, Ngoại trưởng Cameron cũng nói rằng chúng tôi sẵn sàng xem xét mọi phương án để đạt được hiệu quả tối đa cho Ukraine. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này. Ngoại trưởng Anh khẳng định hài lòng với các thỏa thuận mà họ đã thực hiện với Kiev, đồng thời nói thêm rằng vũ khí của Anh đã đóng một vai trò trong việc cải thiện khả năng chiến đấu của Ukraine. Ông Cameron cũng nhấn mạnh, phương Tây vẫn nên tìm cách đạt được mục tiêu của mình thông qua vũ lực hơn là tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. Ông nói với tờ báo Đức, điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là đầu tư vào NATO. Cựu Thủ tướng Anh lập luận rằng, thành công của Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra sẽ dẫn đến sự bất ổn lớn ở châu Âu và phần còn lại của thế giới, cũng như một cuộc khủng hoảng niềm tin trong khối do Mỹ lãnh đạo. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phương Tây vẫn đang tìm cách gây thất bại trên chiến trường cho Nga cựu bộ trưởng quốc phòng nga sergei ivanov trong một bài phát biểu hồi đầu tuần cũng đã liệt vương quốc anh vào danh sách các quốc gia thù địch nhất với nga